Ok, lời tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm một lô mồi dít nha mọi người. Đa phần những mồi này sẽ là mồi dít biển. Có những con nó nặng tầm khoảng 200 g nè, 200 g, trên đây là 300 g nha mọi người. Rồi, để sắp vô cụ thể từng con mồi cho mọi người xem. Sắp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên á thì anh em cứ gửi cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người mấy con mồi dít nhẹ chứ. Đây, đây là một con mồi dít nha mọi người. Đó. Thì con này là nặng 400 g. Đó. Còn rất là đẹp. Đây, đa phần những con mồi này sẽ là những con mồi dùng lướt hoặc hàng chưa qua sử dụng nhé. Đó, các con không chưa qua sử dụng. Mồi rất là đẹp. Con này nặng 400 g nha mọi người. Giá công khai con mã số 1, giá là 60k nhé, 60k mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 vẫn là một con mồi nặng 400 g. Con này nó có phản quang nhé. Con này có dạ quang, phản quang của nó thì còn rất là tốt nè. Đó. Rồi, mã số 2 vẫn vậy người, mã số 2 giá 60k. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 lên cho người là mẫn là một con mồi dít. Đó, con này nó còn trong túi luôn nè. Đó. Con này phản quang rất là ok, rất là đẹp, xuất sắc nha mọi người. Đây. Rồi, giá công khai mã con này nặng là 60 g, giá công khai mã số 3 giá 70k. À, 70k mã số 3. Rất là đẹp nha, phản quang rất ok, rất là thuốc cá. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 sẽ lên cho anh em một con mồi dít bạc thế này. Đó. Con này 400 g, 40 g như này, nặng 40 g. Đây, con này dạng dẹp thế này. Đó. Dưới nước sẽ lướt mọi người. Đó. Dít rất ok ha. Mồi rất là đẹp. Phản quang cực kỳ ok. Dưới nước sẽ lướt thế này. Đó. Rồi, giá công khai mã số 4, giá là 80k nha người, 80k mã số 4. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 vẫn là một con mồi dít. Đó. Đây, con này cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đây. Rất là đẹp nhá. Con này nặng khoảng là 40 g nha người, nặng 40 g. Rồi, giá mã số 5 vẫn vậy mọi người, giá 80k nhé. Một con mồi rất là đẹp. Đó. 80k mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 vẫn là một con mồi dít hình dẹp thế này. Đó. Đây. Con này là 60g nha mọi người, còn 60g, phản quang cực kỳ ok nè, mồi rất là đẹp. Rồi, giảm là 80k nha mọi người, mã số 5, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì quẩn quậy thôi, một con mồi dít hình dẹp. Đó. Đây, con này còn rất là mới. Con này cũng 60g. Và rất là mới nha. Phản quang cực kỳ ok nè, đó. Rồi, giá mã số 7 giảm là 80k. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là một con mồi dít dạ quang. Đó. Thì con này còn túi luôn, có lưỡi theo luôn. Con này hình như là dạng chưa qua sử dụng nha mọi người. Đó. Còn rất là mới nè. Đây. Đó. Con này dạ quang nha mọi người. Con này nặng là 45 g. Đây. Chưa có dấu hiệu móc luôn nè. Đó. Còn rất là mới nha. Rồi, giá công khai mã số 8, giá là 80k nha mọi người, một con mồi dít dạ quang. À, xin sò, con lửng luôn. Tiếp theo là con mã số 9. Con số 9 này vẫn dạ quang nha mọi người. Đó. Đây, con số 9 này thì nặng 40g. Mắt nó rất là đẹp, lửng nó cũng xin sò mọi người. Đó. Rồi, giá mã số 9, giá cũng là 80k nha mọi người, 80k mã số 9. Mồi rất là đẹp nhé. Đó. Mấy con này dạng chưa qua sử dụng. Mã số 9 80k. Nó có đuôi lông lử luôn nha mọi người. Đó. Đây, dạng dạ quang nè. Đó. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 lên cho người là một con mồi dít. Con này nặng là 120 g. Con này dạ quang nha mọi người. Con này dạ quang. Và phản quang cũng rất là tốt. Đó.
Rồi, giá mã số 10, giá là 60k nhé. Con này có xây xác. Tiếp theo mã 11. Mã 11 lên cho mọi người, vẫn là một con màu dít. Đây, tên của nó đấy mọi người. Đó. Con này là nặng 130g mọi người, nặng 130g. Con này dạ quang nhé. Đó. Rồi, giá mã số 11, giá 80k nha người, 80k mã 11. Tiếp theo mã 12. Mã 12 là một con mồi đã qua sử dụng. Đó. Thì con này nặng là 150g. Phản quang vẫn rất ok. Đây, có xây xác nè, có dấu cá táp nha mọi người. Đó. Có thìa. Rồi, giá công khai mã số 12, giá là 75k người, 75k mã số 12. Tiếp theo mã số 13. 13 vẫn là một con mồi dít. Đó, con này phản quang cực kỳ đẹp luôn. Đây. Xuất sắc nha. Con này xem nặng bao nhiêu gram đây. Trên này nó không có để rồi, để cân con này xem. Con này nặng là 210g nha mọi người, nặng 210g, một con dít hàng nặng. Đó. Phản quang rất ok. Có lử luôn nè, đó, có con mực luôn, lử còn rất là bén. Rồi, giá mã số 13, giá 75k nha mọi người. 75k mã số 13. Giá rất ok luôn. Đó. Nói chung là mồi này thì dạng bán theo thanh lý luôn. Tiếp theo mã số 14. Mã số 14 vẫn là một con mồi dít. Đó, con này nặng là 220g nha mọi người, nặng 220g. Phản quang nó đây. Đó. Rất ok nha mọi người. Lử đây. Đó, cặp lử luôn. Đó, còn bán ngót sạch sẽ nhé. Dạng con này chưa qua sử dụng luôn mọi người. Đó, rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 14, giá cũng là 75k nha người, 75k mã số 14. Tiếp theo lên đây. Lên đây mã số 15. 15 là một con mồi dít dạng dài dài thon thon mọi người. Đó. Phản quang nó cũng ok. Đó, có xây xác. Đó. Thì con này nó sẽ nặng là, con này nặng là 180g nha người, nặng 180g. Rồi, giá công khai mã số 15, giá cũng là 75k nha mọi người, 75k mã số 15. Tiếp theo mã 16. 16 là một con dít biển, thì con này có dạ quang ở đầu nè mọi người, ở cái đầu nó dạ quang nhé. Và cái phản quang của nó rất là đẹp, được coi là xuất sắc luôn á. Và con này tổng thể ngoại hình còn rất là mới nha mọi người. Đó. Đây, còn rất là mới luôn. Đây, phản quang nó dạng xuất sắc luôn. Đó, rất là hút cá. Con này nặng là 200g. Đó, 200g. Rồi, mã số mừng, giá công khai là 100k nha mọi người, 100k. Cái đầu nó sẽ dạ quang nhé. Nãy vừa test xong. Mã số mừng, giá 100k. Đó, mã số này, mã số 16, giá 100k nhé. Tiếp theo mã số 17. Mã số 17 lên cho người vẫn là một con dít. Đó, con này còn tuổi luôn. Phản quang nó ok nha mọi người. Và con này có dạ quang nhé. Đó. Con này nặng là 200g. Có lử luôn. Cặp lử còn rất là bén ngót luôn nha mọi người. Đó. Cặp lử còn bén ngót luôn. Đó. Dạ quang. Đó. Phản quang rất ok. Đó. Rồi, giá công khai mã số 17. Giá cũng là 100k nha mọi người. 100k mã 17. Con này nó nặng là 200g nha mọi người. Mã số 17 nặng 200g. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 vẫn nặng 200g. Đó, con này vẫn có phản quang và dạ quang luôn. Đó, đây phản quang ok, dạ quang ở đây nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai mã số 18, giá cũng là 100k người, 100k mã số 18. Tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là con này còn rất là ok nè mọi người. À, rất là đẹp. Mã 19 lên cho người vào con dít điện, còn lửng luôn nha. Đó. Mấy cái chấm này là mấy chấm dạ quang nha mọi người, mấy chấm dạ quang của nó đó. Nãy vừa test xong, đây, rất là đẹp nha. Con này nặng 200g, phản quang nó cũng còn, phản quang của nó cũng rất ok mọi người. Đó. Ngoại hình thì ít xe xác, còn rất là đẹp luôn. Rồi, giá công khai mã số 19, giá là 100k luôn. Đó, 100k mã 19. Tiếp theo mã 20. Mã 20 gửi cho người quẳng một con dít dạ quang, phản quang. Đó.
rất là đẹp nha, những cái này rất là hút cá đây, cực kỳ xuất sắc. Rồi con này nặng là 200g, giá công khai mã số 20, giá là 100k. Tiếp theo mã số 21 vẫn là một con vít phản quang, dạ quang luôn. Dạ cái này nó có cái lử đây, cái này nó có cặp lử bán ngót này mọi người hả. Đây giá vào biển nha. Đây, màu thế này thì không thu hút con gì bằng nó. Đây cái dạ quang của nó đây nè. Thì con này nặng là 200g. Con này nặng 200g. Giá công khai mã 21, giá cũng là 100k người, mã 21 100k. Tiếp theo mã 22. 22 vẫn vậy, một con vít dạ quang. Con này nặng là 250g người. Nặng 250g. Để lấy ra xem. Con này cũng được cặp lử bé ngót luôn. Đây mọi người. Cặp lử bé ngót luôn. Và con này dạ quang nhé. Đây. Con này nặng là 250g và còn rất là mới. Đây. Dạ quang, phản quang của nó cũng còn rất ok nha mọi người, xịn sò. Rồi, giá công khai mã số 22, giá cũng vậy, 100k. Mã 22, 100k. Con dít rất là đẹp nhé. Tiếp theo mã 23 lên cho mọi người là một con vít dạng dẹp dẹp thế này. Bên đây là cái phản quang nha mọi người. Cái này là cái dạ quang. Mà đây. Cái này phản quang, cái này dạ quang chứ. Đây. Cái này buổi tối nó sáng nha mọi người. Dạ quang rất là đẹp. Đây phản quang của nó đây, xịn sò nhé, còn rất là đẹp nhất. Rồi giá cũng vậy người, giá con số 23, giá 110.000 nha người, 110k cộng ship. Dạ mã số 23. Tiếp theo mã số 24. 24 là một con vít biển nặng là 100g đó. Đây phản quang của nó đây, xịn sò nha mọi người. Cái dòng trắng này là cái sọc dạ quang nha mọi người. Cái sọc dạ quang màu trắng. Con này nặng 300g. Rồi 300g mình vẫn bán giá đồng giá 100k nha mọi người. Mã 24 100k. Một con 300g cho anh em cầu bạo lực đánh đáy. Tiếp theo mã 25. 25 một con vít chưa qua sử dụng nè. Nó còn bấm cái này lại luôn nè. Lấy ra cho mọi người xem. Đây bây giờ hoàng cái phản quang của nó rất ok nha mọi người, rất là xịn. Con này nặng là 300g đó. Rồi mã số 25, giá quá vậy nha mọi người, giá vẫn là 100k. Mã 25 đẩy ra cho mọi người xem. Đây. Rất là đẹp nha. Đây rất là đẹp và xịn sò. Như màu nó rất là đẹp, như đang di chuyển lắm người. Đây xuất sắc nha, con này rất là xuất sắc. Mà mình vẫn bán giá đồng giá nha, giá 25 100k. Nặng 300g nha. Tiếp theo mã 26. 26 vẫn vậy, con mồi phản quang rất là xịn sò. Rất là xịn luôn nha mọi người. Con này nặng vẫn là 300g, giá mình bán công khai vẫn vậy 100k. Mã số 26. Tiếp theo lên đây. Lên đây mã số 27. 27 thì gửi cho mọi người vẫn là một con măng mồi dạ quang. Dạ quang, phản quang ok. Đây, phản quang của nó đây. Khá là xịn nha mọi người. Con này thì nặng 300g, giá công khai mã số 27, giá cũng là 100k nhé, 100k mã 27. Tiếp theo mã 28. 28 gửi cho người là vẫn là một con mồi vít. Đó, con mồi vít biển. Con này có dạ quang nha người,
đây cái sọc này đây, sọc này nó buổi tối giả quang sáng, đây các bạn quan nó rất là xịn sò nhá, ngồi rất là đẹp vậy. Con này nặng 300g nha này, nặng 300g rồi, giá công khai mã số 28, giá là 100k người, 100k mã 28. Tiếp theo mã 29, 29 gửi cho người vẫn là một con mồi vít biển nặng 300g đây mọi người. Đó. Đây, mình rất là thích cái màu này luôn. Dạng rất như nó đang chuyển động mọi người. Đó, cực kỳ đẹp nhé. Mồi rất là đẹp, dạng này chưa qua sử dụng luôn. Đó. Rất kia là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 29, giá vẫn là 100k người. Đó. Tiếp theo mã 30. 30 thì gửi cho người vẫn là một con vít biển. Đó. Cặp lữ này còn bán ngót nè mọi người. Đó. Rất là mới luôn. Đó. Chưa có dấu hiệu sử dụng luôn. Đây. Phản quang ok. Và bên đây là cái dạ quang nha mọi người. Đó. Con này nặng vẫn là 300g người, nặng 300g. Rất là đẹp nhé. Rồi, giá công khai mã 31, giá là 110k người, 110k bản 3. Mã 30, 110k nhé. Con này 110k nha mọi người. Đó. Tiếp theo mã 31. 31 lên cho người vẫn một con vít biển. Đó. Con này nặng là 130. Để xem cái số xem. 100 con này nặng là 350g này, nặng 350g, hàng nặng rồi. Đó. Đây, cũng còn ok. Rồi, giá công khai mã số 31, giá cũng là 100k nha người, 100k và 31. Tiếp theo mã 32. 32 một con mồi vít phản quang nha người. Đó. Con này nó chưa qua sử dụng còn bao luôn. Đó. Còn dứt phản quang nhé, buổi tối sẽ sáng lên nha mọi người. Đó, con này nó thì nó nặng là 350g nha mọi người. Nó nặng 350g, nó có để đây đây. Đây xem, đúng rồi, con nặng là 350g. Rồi, giá công khai mã số 32, giá là 110k nha mọi người, 110k cho anh em dứt đáy, dứt biển sâu. Đó, câu này cơ ban đêm. Tiếp theo mã 33. 33 vẫn là một con vít biển. Đây, con vít dạ quang. Đó. Đây. Con này nặng cũng là 350g nha người, nặng 350g. Đó. Rồi, giá công khai mã số 33, giá là 110k luôn nhé, 110k mã 33. Tiếp theo mã 34. 34 vẫn là một con vít biển, chuyên đánh đáy biển sâu. Đó. Con này chưa qua sử dụng luôn nè. Đó. Bao nó còn. Đây. Mồi rất là đẹp nha, phản quang ok và con này có dạ quang. Con này quẳng vậy, nặng 150, nặng là 350g người, 350g. Rồi, giá quẳng vậy người, giá quẳng là 110k, mã số 34. Tiếp theo mã 35. 35 vẫn là một con hàng chưa qua sử dụng nè. Đó. Túi nó chưa tháo luôn. Đây. Màu rất là đẹp nha người. Đó, mấy con này thì màu khỏi phải bàn, khỏi phải chê. Đó. Con này thì nó nặng sẽ là 350g. Đó. Giá cũng hai mã 35, giá cũng là 110k nha người, 110k mã 35. Tiếp theo mã 36. 36 lên cho người vẫn là một con vít biển. Đó. Con này là nặng là 400g nha người, nặng 400g. Phản quang dạ quang còn rất là xịn sò nhé. Đây. Rất là xịn sò. Rồi, giá công khai mã 36, giá là 100k nha người, 100k mã 36. Tiếp theo mã 37. 37 cũng là một con vít phản quang dạ quang. Con này nặng là 400g. Đây. Xịn sò nhé.
Rất là đẹp. Con 37 này thì nó chiên cho anh em câu đái nha, à, cục cung đảo nha. À, nặng 400g. Rồi, giá công khai mã số 37, giá là 100k nha anh ơi. 100k mã 37. Tiếp theo 38. 38 nó đây, à, một con vít phản quang cực kỳ xịn nè. À. Phản quang thế này còn gì bằng lắm mọi người. À, cái này dạ quang nhé, cái dòng trắng này dạ quang, đây phản quang nè. Xịn sò. Rồi, giá 38, giá là 110k người, 110k mã 38. Tiếp theo mã 39. 40. 41. Thì 39 40 41. Để mình lên đây. 39 40 41 là những con vít của hãng Majorap các người. Đó. Đây, 39 đây, một con vít Majorap. Đó. À, con vít Majorap này thì nó sẽ nặng là 200g. Đây mọi người. Đó, ta nó đây. Đây, nặng 200g nha mọi người. Đó, có một cặp lử đây, đánh ngót luôn. À, rất là xịn nhá. Vít rất là đẹp, dạng này chắc chưa có sử dụng luôn. Đó. Xịn sò nha. Con này nặng sẽ là 200g nha mọi người, nặng sẽ là 200g. Giá công khai vẫn vậy người, mình vẫn quán đồng giá 110k nhé. À, 110k mã số 39. Tiếp theo mã số 40 41 vẫn vậy người, vẫn là một con vít của Majorap nè. Đó, hai con này nặng sẽ là 200g và rất là đẹp. Đó, con 40 thì nó còn lử và con 41 thì nó không có lử. Đó, phản quang mấy con này thì xịn sò rồi, khỏi bàn. Đó, rồi giá đồng giá người 100k một con nha người, mã số 40 41. Tiếp theo 42 43 thì nó sẽ là hai con giống nhau như người, nặng 250g và hai con này nó còn lử luôn. Đó, màu rất là đẹp. Đây, phản quang của nó đây, xịn sò nhá. Rồi, giá công khai đồng giá mã 42 41 42 43, giá là 100k một con người. Đó, hàng Majorap giá là 100k một con, mã 42 43. Rồi, đó là tổng cộng 43 con mồi lên cho anh em hôm nay. Nếu mọi người ưng con nào có thể chốt để là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.